trước đằng anh linh, nén hương muôn thập, lòng mình xót xa. Diễn cơ ngay trước nguy nga, mà nay tan nơ tạc như hoa giữa đường. Mẹ cha anh em đồng lòng góp công góp của rừng đến khởi công, thương cha nắng sớm mưa chiều một năm đằng đẵng dõi theo công trình, vì tâm vì đức và lòng thành bao người khuya sớm ấm lòng nay mai. Giờ đây cha đã về trời gần xa hỏi con, mấy người như cha lo việc chung hơn những việc nhà, đường đi nước bước tính gần tính xa, để thân có cơ cao sơn cùng bao tổ nghiệp cứ mang độ trì. Sơ thọ lòng nguyện ước mơ cha, dung gian trần thế khắp vì công người, tổ tiên hạn cung ngậm cười, cháu con nay đã dạng người sứ xanh. Nơi quân tù của cháu con là nơi lắng đọng tâm hồn thi ca, trải lòng con đến cùng cha quyết định nhưng đã đầy sớm. Là ủy ban tỉnh và sự là thông tin văn hóa cho phép thì khi ấy mới bắt đầu. Tôi là người đã bỏ tiền ra đầu tiên, nhưng mà kêu gọi các công ty chứ đâu không phải là mua tối cả mà nè. Cái này phải xác định rất rõ ràng như thế, cho nên là như tỉnh nói là xã hội hóa trong công việc xây dựng, nhưng mà xã hội hóa thì chỉ có mấy đơn vị công ty là còn một tuổi. Cho nên cái này phải nói là nói đi đến là do cái tâm, mà không những tôi và nhiều người đồng thuận mới làm được, chứ một chắc tôi cũng thể làm được. Con người ta có cái đầu mà phải có cái tâm, tâm như là phải có cái tâm, tâm như là phải có trí, và trí là phải có chí thì mới làm được. Lòng thành bao người khuya sớm ấm lòng nay mai. Giờ đây cha đã về trời gần xa hỏi con, mấy người như cha lo việc chung hơn những việc nhà, đường đi nước bước tính gần tính xa, để thân có cơ cao sơn cùng bao tổ nghiệp cứ mang độ trì. Sơ thọ lòng nguyện ước mơ cha, dung gian trần thế khắp vì công người, tổ tiên hạn cung ngậm cười, cháu con nay đã dạng người sứ xanh. Nơi quân tù của cháu con là nơi lắng đọng tâm hồn thi ca, trải lòng con đến cùng cha quyết định nhưng đã đầy sớm. Thọ lòng nguyện ước mơ cha, dung gian trần thế khắp vì công người, tổ tiên hạn cung ngậm cười, cháu con nay đã dạng người sứ xanh. Nơi quân tù của cháu con là nơi lắng đọng tâm hồn thi ca, trải lòng con đến cùng cha quyết định nhưng đã
thế kỷ 20 này chúng ta cũng thấy có đóng góp cũng của chính của người dân. Đó là gia đình cụ Nguyễn Đăng Cẩn và với 7 người con của mình, 7 quân nhân, và trong đó có những người rất thành đạt như là anh hùng lao động Nguyễn Đăng Giác. Với tất cả cái tâm sức của mình và đặc biệt là với cái sự đóng góp không phải chỉ bằng tiền bạc mà quan trọng nhất chính là một cái ngọn cờ để thu hút cái mối quan tâm chung của xã hội, cũng là một ngọn cờ tụ nghĩa của cái mặt trận văn hóa mà có thể thu hút được rất nhiều nguồn lực khác nhau để có thể tạo dựng nên một cái cơ ngơi ngày càng khang trang như thế này. Nó chứa đựng trong đó cái tâm sức của người dân, cũng là cái nguyện vọng, là cái lòng của người dân, và đương nhiên như cái nguyên lý của dân gian chúng ta thôi, là có công thì dân lập đền.